Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình giveaway ăn chia tổng giải thưởng là 500.000 token ARN này các bạn. Thì trước kia mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn hold token ARN thì các bạn cũng nên đăng ký một cái tài khoản trên sàn Contrarian nha các bạn. Thì token ARN này theo thông tin của dự án là ngày mai sẽ list sàn Contrarian nha các bạn. Thì để đăng ký được thì các bạn nhấp vào phần link dưới video của mình, các bạn đăng ký một tài khoản nha các bạn. Thì đăng ký thì các bạn chọn đăng ký email nè. Phần mình hướng dẫn các bạn. Rồi, các bạn đăng ký địa chỉ email của mình nha các bạn. Rồi tiếp tục thì mật khẩu thì các bạn đánh mật khẩu mình vào nha các bạn. Phan. Rồi mật khẩu thì các bạn nhập mật khẩu mình vào. Rồi các bạn bấm vào một gửi mã xác minh các bạn. Thì nó sẽ có một cái mã gửi về địa chỉ email của bạn, copy cái mã đó vào các bạn. Rồi sau đó các bạn login vào các bạn. Rồi các bạn có thể tải app xuống nè. Rồi sau khi tải app về thì các bạn login vào các bạn. Này mình không có hướng dẫn các bạn nữa các bạn. Mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình giveaway nữa nè. Rồi các bạn bấm vào một game show drop nữa. Rồi hiện giờ đầu tiên thì các bạn follow Twitter nữa nè các bạn. Trên tờ Twitter của con Tiger thì các bạn theo dõi nè. Sau đó các bạn bắt đập lên. Rồi ta. Rồi sau khi bạn theo dõi xong thì bạn bấm continue nè các bạn. Rồi tiếp tục follow ARN. Rồi mình đã follow rồi luôn rồi. Rồi tiếp tục các bạn retweet con Tiger nè. Rồi các bạn vô đây các bạn like nè. Chương trình này nó chỉ cho 400 winner may mắn thôi các bạn. Bấm thích nè. Cho bạn retweet lên nè. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên nè các bạn. Rồi sau khi các bạn review xong thì các bạn bấm vào continue nha các bạn. Rồi các bạn join kênh group, kênh seller nữa. Rồi các bạn join vào nè các bạn. Nó có yêu cầu đâu mà mấy bác này làm gì chi ta. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn join vào nè. Join 3 kênh nha các bạn. Rồi các bạn join vào nè. Rồi bạn bắt đắp lên nè, bạn bấm continue nè. Join kênh thứ ba nữa nè. Hy vọng ngày mai list sàn giá cao cao nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền là username mình nè. Thì bạn mở Telegram mình ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè, nhấp vào setting nè. Copy username mình nè. Rồi các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi bấm continue các bạn. Tiếp tục thì cái phần này là phần quan trọng để nó phân phối token này các bạn. Thì các bạn mở cái sàn container của tất cả bạn ra nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào cái mục avatar của mình nè. Các bạn copy cái UID này nè các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn bấm vào continue là xong rồi các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình giveaway ăn chia tổng giải thưởng là 500.000 token ARN đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.